Người yêu cây cảnh và chơi cây cảnh là một thú chơi tao nhã và rất là cao sang, không phải ai cũng chơi được. Tuấn Bonsai xin kính chào quý vị khán giả. Vẫn là nội dung chia sẻ cây cảnh nghệ thuật cây bonsai. Rảnh là có những tác phẩm cây cảnh chia sẻ gửi tới quý vị khán giả. Vô tình qua nhà vườn anh Hòa Phát, địa chỉ đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Đấy thì anh Hòa Phát mới mang về một tác phẩm xanh chân lá Lam Điền, cây mini. Đấy, cây cao khoảng 50cm quý vị nhé. Một tác phẩm xanh mini, già, mốc. Đấy, mời quý vị cùng cảm nhận là màu sắc phong trần của tác phẩm xanh Lam Điền này. Đấy, cây chịu chậu lâu năm. Đây, mời quý vị cảm nhận phần da, phần vỏ cây. Đây, màu sắc hóa đông, phong trần, rêu mốc. Địa y từ gốc lên tới chi răm tay cành. Thực sự tác phẩm xanh mini này có một vẻ đẹp tổng thể Tấn Bonsai thực sự rất thích. Đấy, từ chân đế, chân đế to nở ấm áp tứ diện. Mời quý vị cùng cảm nhận vẻ đẹp của phần chân đế. Ngoài ra tác phẩm mini này còn có đường nét là uyển chuyển, sinh động, điệu đà ở phần thân pháp. Đây, em quay kỹ cái phần thân pháp này để quý vị cảm nhận cái đường nét điệu đà, uyển chuyển, sinh động, rất đẹp. Một là tác phẩm mà tương đối hoàn thiện. Quý vị giao lưu về chơi thì quý vị có thể mang đi triển lãm hàng bưng bê nhẹ nhàng, một người bê nhẹ nhàng quý vị nhé. Đấy, một người bê nhẹ nhàng. Đấy, bác nào yêu thích tác phẩm xanh Lam Điền mini này thì mời quý vị liên lạc với nhà vườn của anh Hòa Phát qua số điện thoại em để trên clip video. Đấy, và đặc biệt là anh Hòa Phát thì anh ấy không giữ cây nha, anh Hòa Phát không giữ cây. Bác nào mà nhanh tay bấm ngay số máy gọi cho anh Hòa Phát. Đấy thì là các bác sẽ có cơ hội giao lưu với anh Hòa Phát một tác phẩm xanh mini già đẹp. Đấy, tác phẩm này về các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy, theo em thì nếu mà em mà có tiền em giao lưu tác phẩm này thì về em chỉ việc chơi thôi, mang đi chơi thôi. Đấy, các bác có thể thay cho tác phẩm này một cái chậu, cái bể xịn xò hơn. Vâng, Tấn Bonsai thường trú tại thành phố Thái Bình, chia sẻ các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật cây bonsai. Vừa chia sẻ tác phẩm xanh mini tại nhà vườn Hòa Phát. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những clip video tiếp theo về nội dung cây cảnh cây bonsai nghệ thuật.